Mình giới thiệu với các bạn đây là nồi lẩu nướng đa năng 2-in-1, vừa lẩu vừa nướng của Nai Siêu nhá. Đây. Công suất là 1.350. Đấy. Khối lượng tinh là 2,8 cân. Đó, thì sản phẩm bao gồm là nắp nồi. Đấy, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn. Đấy. Ở đây là có hai cái công tắc điều khiển nhá. Nó ghi rất rõ này, đây là nướng này. Đây, ví dụ bật lên này, lửa nhỏ này. Đấy, lửa to này. Ở bên này có công tắc của lẩu này, lửa nhỏ và lửa to này. Ở trên này là khay nướng nhá. Còn trong này là lẩu nhá. Còn cái này là cái thoát nước của cái nướng ấy. Thì ở đây nó thiết kế rất thông minh là nó có một cái khay đựng nước. Đấy, mình ăn xong rồi mình vớt nó xuống ở cái lỗ này, sau mình tháo cái này ra, sau mình vệ sinh.